Chào mừng các bạn đến với Trung Quỷ. Yeah, Chào cậu. Chỉ ra mày chọn cái chết. Bọn này đánh em tao thì tao đánh chúng mày. Ba đứa. Đây, như các bạn đã thấy, việc mà chơi Trung Quỷ thực sự là rất là dễ, các bạn chỉ cần kéo trống thôi là được rồi. Cái tựa game này thì không cần phải đòi hỏi gì quá là nhiều với vị tướng Trung Quỷ. Các bạn chỉ cần chiêu 2 trống. Ôi bạn ơi. Thật ra thì pha đấy mình chỉ đánh lừa các bạn thôi, còn mình kéo thì không phát nào hụt cả, các bạn yên tâm. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Có vẻ như bọn này nó định úp soạt mình. À đúng là như vậy thôi. Mình sẽ không đánh nhau nên mình sẽ quay về đây để mình có thể kéo nó vào trong trụ. Và như vậy thì chúng nó sẽ không có đường lui. Nope. Đáng lẽ ra theo kịch bản thì nó phải hay hơn như này nhỉ. Cút ra ngoài. Giả vờ như thế đủ rồi. Đã đến lúc ta chứng minh thực lực thực sự của mình. Phải bạn không? Cùng sửa nhá. Để mà nói về vị tướng Trung Quỷ này, khi mà các bạn lên full phép thì cái lượng sát thương mà các bạn gây ra cho đối phương là cực kỳ nhiều, đến từ cái chiêu 1, hoặc thậm chí là khi mà các bạn chết mà các bạn nổ thì cái sát thương nó phải gọi là cực kỳ lớn. Vì vậy nếu mà bạn nào có cái khả năng mà định hướng tốt ấy, thì các bạn nên chơi cái vị tướng Trung Quỷ này và các bạn đem đi mid cho mình. Và thậm chí thì các bạn mang đi SB nhưng mà các bạn lên phép thì cũng được, sát thương nó cực kỳ là nhiều, chỉ cần các bạn kéo trúng thôi thì mọi việc nó sẽ cực kỳ là đơn giản. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và đừng quên like và chia sẻ video này đến rộng rãi mọi người hơn. Còn bây giờ thì bye bye.